さて、ホーチミン市内では日本の文化芸術に関するイベントは比較的よく実施されていると思いますが、日本の武道に、関するイベントはなかなか珍しいと思います。Tôi nghĩ là ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì những cái sự kiện về văn hóa truyền thống của Nhật Bản thì khá là nhiều, nhưng mà những cái lễ hội như là lễ hội võ thuật như hôm nay thì khá là hiếm có.日本の武道といえば空手、柔道、合気道などが有名で、こちら世界に広がっていることは皆様もよくご存知かもしれませんが、これらはベトナム国内でも習うことができる日本武道です。Nói về võ thuật Nhật Bản thì có rất là nhiều môn như là karate, judo, aikido thì đều là những cái môn nổi tiếng. Thì các bạn cũng có thể biết là ở Việt Nam thì mình cũng có thể học được những cái môn võ thuật này.日本の武道は日本の伝統文化の一つです。日本の武道は礼に始まり礼に終わると称されている通り、日本の礼儀作法や日本人の精神が現れています。技術だけでなく精神面が重視されることも特徴ではないかと思います。võ thuật là một môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản thì võ thuật là bắt đầu cũng là lễ, kết thúc cũng là lễ. Võ thuật thì sẽ không những là xem trọng lễ nghĩa mà còn thể hiện được tinh thần của người Nhật Bản. Nó không chỉ chú trọng về nghệ thuật mà còn chú trọng về tinh thần.本日の講師であるマルテさんは、当館とも非常に親しくしていただいており、ご自身が極められた武術を通じ、日本人以上に日本を深く理解いただいている我々、の友人です。UEF でも多くの学生の皆様が日本語を学習していただいていると承知しておりますが、日本に詳しい方もまだあまりご存じない方も、ぜひ本日、マルテさんによる、マルテさんまた、勝負館の皆様による武道の紹介を通じて日本への理解を深めていただきたいというふうに思っております。Anh Mai Tê là một người bạn rất là thân của đối với Tổng lãnh sứ quán Nhật Bản, bởi vì anh rất là có kiến thức chuyên sâu và có thể là còn hiểu về Nhật Bản hơn cả người Nhật Bản. Thì tôi rất là mong hôm nay tất cả những bạn sinh viên tại trường, những bạn đang học tiếng Nhật cũng như là những bạn chưa biết nhiều về văn hóa Nhật Bản thì nhân cơ hội này có thể xem màn trình diễn của anh Mai Tê và hiểu thêm về Nhật Bản.最後になりますが、本日のイベントを企画いただいた UEF、ホーチミン市越日友好協会、また勝負館の、皆様に、感謝を申し上げ、私のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。Cuối cùng thì tôi xin cảm ơn trường Đại học Kinh tế Tài chính Shobukan cũng như là Hội Hữu nghị Việt Nhật đã cùng hợp tác làm nên một sự kiện tuyệt vời như ngày Shintoryu dưới sự giới thiệu của ngài tổng lãnh sự Nhật Bản đương thời lúc đấy là tổng lãnh sự Hida. Từ đó đến nay thì câu lạc bộ đã đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu đến người dân thành phố Hồ Chí Minh môn phái Nhật Bản Aikido kiếm đạo. Đây là những cái môn phái cổ nhất và được nước Nhật Bản chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Nhật Bản.Bộ kiếm thuật cũng đã đóng góp đáng kể cho công tác đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt Nam Nhật Bản nói riêng và của thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Thông qua các hoạt động thường niên như biểu diễn võ thuật, mở các lớp huấn luyện võ cho người dân thành phố, mời những võ sư nổi tiếng thuộc nhiều môn phái khác nhau từ Nhật Bản đến thành phố Hồ Chí Minh để giao lưu, tập huấn, tạo điều kiện cho người dân thành phố học hỏi về lịch sử Nhật Bản, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về văn hóa truyền thống của nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia. Kính thưa quý vị, một lần nữa cho phép tôi thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nhật thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn ông Mate Stokhoff, chi hội trưởng chi hội câu lạc bộ kiếm thuật Katori Shintoryu, các võ sư cùng các môn sinh tại võ đường Shobukan, trường Đại học Kinh tế Tài chính và khoa ngôn ngữ văn hóa quốc tế đã tổ chức sự kiện ý nghĩa trọng đại ngày hôm nay. Tôi xin chúc cho ngày hội võ thuật Nhật Bản diễn ra thành công tốt đẹp.Câu lạc bộ kiếm thuật ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho mối hoạt động đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cho tình hữu nghị Việt Nhật ngày càng được tô thắm và chúc toàn thể quý vị có mặt hôm nay nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Và cũng chúc cho các bạn sinh viên chiều tối nay sẽ có buổi trải nghiệm các môn võ Nhật Bản thật là thú vị và học hỏi được nhiều điều hay từ môn võ của Nhật Bản. Xin cảm ơn.
là mình cứ tưởng tượng đi là mình đang ngủ ở nhà và ở ngoài đường, ở ngoài cái vườn của mình nghe tất nhiên bất ngờ có một tiếng nào đó, hình như là một cái ninja, một ninja nào đó muốn cướp nhà mình gì đó. Rồi chúng tôi sẽ ngồi xuống và chúng tôi sẽ turn off the light này, tắt đèn. Và mình sẽ ngồi xuống rất là nhỏ như này. Và lúc mình thấy họ đã vào nhà mình sẽ chém. Đó là một cách áp dụng, đó là lý do mình ngồi xuống như thế này. Thứ hai nữa là lúc mình đứng, mình cứ tương tự thì mình đi ra ngoài và có bị một cướp hoặc là hai người, ba người nào đó tấn công và mình phải bất ngờ rút kìm của mình ngay lập tức. Đó là những kỹ thuật rút kìm đứng. So, một lần nữa, cái này là yaijutsu. Mình nhớ cái từ jutsu không ạ? Jutsu ý nghĩa là gì? Là mình sử dụng điều đó là một kỹ thuật để áp dụng để tự vệ. Và nhớ về tối nay tôi sẽ được đi về nhà và cái ông mà tấn công mình sẽ không đi về nhà, ông ấy sẽ về nơi khác. Mà mình cũng có yaido. Yaido là một shinbudo, ý nghĩa là cái mục đích của yaido cũng là để rèn luyện tinh thần mà không để giết người. Ok, lúc chúng tôi tập trong võ đồn mình sẽ không đeo áo giáp, nhưng mà để cho các bạn thấy cái áo giáp thì bây giờ hôm nay mình đem theo.
Và cái tài khoản được truyền đạt qua nhiều thế hệ và thành Aiki Taitoryu, Aiki Jutsu, Aiki Budo, Aikido. Và bây giờ chúng tôi xin mời hai cô biểu diễn Aikido. Cái cuộc biểu diễn này thì họ sẽ trước hết sẽ cho thấy mấy cái động tác áp thực tế để áp dụng Aikido như thế nào. Vì trong Aikido có rất là nhiều động tác, mình đang giấu cái cách áp dụng trên thực tế. Và bây giờ thì họ sẽ trước hết sẽ cho thấy mấy cái kỹ thuật thực tế, và sau đó họ sẽ biểu diễn đúng cái kỹ thuật đó nhưng mà kiểu Aikido hiện đại hơn một tí, ý nghĩa là nhẹ nhàng hơn một tí. Hãy xin mời các cô. Đó là một kỹ thuật. Kỹ thuật thứ hai. Các bạn cũng thấy được là mấy cái kỹ thuật cũng giống một tí nhưng mà phần đầu thì hơi ác hơn một tí. Ý nghĩa là cái phần đầu vẫn được sự ảnh hưởng của Kobujutsu và cái phần cuối thì là Shinbudo 100%. Mình vẫn cho người đối phương của mình tiếp tục tập nhiều ngày. Như thầy Tùng đã giải thích là sau các động tác họ phải giữ sự tập trung. Mình gọi bằng gian xin, bằng tiếng Việt ạ, tiếng Nhật là gian xin. Mình có thể dịch bằng sự tập trung cũng không đúng lắm nhưng mà. Cảm ơn. Yeah, beautiful. Bây giờ còn đủ kỹ thuật ạ. Hey, cảm ơn các cô, hai cô ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ.
và tính cao của kiếm đạo. Các bạn sẽ phải tìm mọi cách để đánh trúng một đòn. Và cái đòn đánh thì diễn ra trong một tích tắc. Và thực ra như mình nói, không phải dễ để ghi một đòn trong kendo. Nó bao gồm 6 yếu tố. Một là cái điểm đánh phải đúng. Thứ hai là cái sự hợp nhất của tiếng thét, tiếng dậm chân và tiếng kiếm tiếp xúc điểm đánh phải thống nhất với nhau. Chúng ta gọi là khí thân kiếm hợp nhất, Kikanta Ichi.